Lời đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến ban giám khảo, đến MC và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Đã đẹp, mặc đồ dân tộc mà còn thùy mị nết na nữa, mới chết chứ. Triệu like. 4 triệu. À, 4 triệu. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 21 tuổi ạ. Đang đi học hả? Dạ vâng ạ. Để hỏi cho chắc mấy ông đó đang làm gì, ông kia nói tổ trưởng nữa. Mà quan trọng là đang nhìn ai trong hai anh vậy? Dạ em nhìn cả hai. Sao không có tập trung vậy? Em nhìn em phải tập em trung. Em run. Run quá hả? Vâng. Làm sao run? Dạ. Em là người Kinh hay là người đồng bào? Em là dân tộc Mường ạ. Ồ, coi cái tay. Coi cái tay. Coi cái tay. MC hay để tay vậy đó. Kính thưa quý vị. Không có, để tay vậy là khi mà đói bụng mới để tay vậy ông nội. Còn MC thì để tay vậy khoan thai. Trời đất ơi. Bẻ hồi lội cái ngón tay của mình đi nha. Là em ở tỉnh nào? Dạ em ở Thanh Hóa. Rồi từ đó vào đây hay là hiện tại đang? Dạ em đang là sinh viên năm 2 của khoa luật trường Đại học Công đoàn ạ. Ủa trường nằm đâu? À dạ trường ở ngoài Hà Nội ạ. À rồi từ đó vào đây hả? Dạ vâng ạ. Trời đất ơi. Dạ. Thương quá. Đi với ai vô đây? Dạ em đi với mẹ ạ. À mẹ đi đâu? Mẹ thì không sao, có dạ, mẹ con. Dạ mẹ em đang ngoài. À lát mẹ phụ diễn luôn hả? May rồi. Dạ nếu như mà được vào vòng thứ 2 thì mẹ phụ diễn, còn nếu không rồi. Thì thôi. Nếu vòng thứ 2 mới có mẹ nha. Mà cái giọng rất nhẹ nha, cái giọng rất nhẹ. Nếu như vào vòng thứ 2 được thì mẹ phụ diễn. Có nghĩa là ráng sao nha, đừng có giành luôn cái phần xuất hiện của mẹ nha em nha. Có nghĩa là đừng rớt vòng 1 em nha. Mai là có mẹ theo, chứ không có mẹ theo là anh Giang lên rồi đó. Có đâu, thấy thương. Đó, thấy chưa? Đổi. Cái dòng thấy thương nó dễ đưa về nuôi lắm em. Ráng học để lo cho mẹ nghe chưa. Ráng cho mẹ xuất hiện, đâu bà mẹ đâu rồi? Đâu? Ừ, vòng 2 mới xuất hiện mà. Ok. Rồi em, bây giờ em có chuẩn bị đạo cụ gì không? Dạ không ạ. Không đạo cụ luôn? Dạ vâng ạ. Sẵn sàng nha. Dạ vâng ạ. Rồi, 60 giây bắt đầu. Anh Trấn Thành. Em nghĩ đã đến lúc anh nên yên bề gia thất rồi đấy. Bởi vì anh chính là tác giả của bài thơ Tứ Tuyệt này này. Anh đừng có cái kiểu mà ăn ốc xong mà không đổ vỏ nữa. Ban tổ chức thách thức danh hài người ta cười cho. Người anh không chịu nhận con đúng không? Thôi được rồi. Anh Trường Giang. Anh ngồi cạnh anh Trấn Thành, anh có nghe rõ không? Nghe, nghe. Anh không phải trả lời. Trời ơi là trời. Chúc mừng bạn đã có 2 triệu. Trời ơi, xin ngồi cho nên tôi sợ. Có duyên. Phải lắc quá. Anh ngồi bên trên, anh có nghe không? Nghe, nghe, anh không phải trả lời. Được. Được. Láo cá. Mà cái láo cá này là hợp lý nè, thấy không? Láo cá có đầu tư, chịu. Cái gì vậy? Mừng á, mừng tại vì mẹ chuẩn bị xuất hiện. Đó, gặp Trường Giang thấy không? Quá gan luôn, triệu like luôn. Anh Giang, anh ấy rất là khó tính ý. Em thấy anh ấy chưa cười bao giờ. Hả? Em thấy anh Giang rất là ít cười. Ai cũng đâu có cười gì đâu. Anh có cười thầm á. Em biết mà. Biết sao không? Tại mới sắp gặp mẹ, vui. Mấy người xa mẹ sắp gặp mẹ vui lắm. Dắt mà, lát mẹ dắt theo con rể thấy bà luôn. Em ơi, em lát, dạ. Lát đây, Giang á, biết sao? Giang á, Giang sắp thấy mẹ rồi. Bây giờ em đã có 2 triệu. Vòng sau là 10 triệu. Là vòng sau là mẹ em trợ diễn cho em. À dạ không, vòng sau mẹ em chưa trợ. Lừa đảo, trời ơi, lừa đảo. Giờ nó dập bàn thờ luôn rồi. Nó dập anh bàn thờ luôn. Tại sao mà mới nói là mẹ lên vòng 2 bây giờ không cho bà mẹ ra nữa. Hả? Thấy được chiếm diễn đàn luôn hả? Dạ không. Lúc em vào em run quá nên em nói nhầm. Thế mẹ bây giờ khi nào 3. Bà mẹ mới ra? À vòng 3. Thôi bà ơi, tôi không tin bà nữa. Lát bà thi vòng 2 xong cái Huy hỏi, ủa mẹ em chuẩn bị thực hiện vòng 3 nữa. Vòng sau à? Vòng 5, vòng 5. Đẩy bà xuống vòng 4. Nó vô đường vòng là đẩy bà xuống. Giống như là người ta chờ đợi á, nhân vật cuối xuất hiện, chùm cuối xuất hiện là người ta phải cho nó vô nữa. Em ghê thiệt. Sau pha lừa đảo vừa rồi thì chồng sao là mẹ em chưa trợ diễn. Em có 2 triệu rồi. Dạ vâng ạ. Anh tưởng đó áp lực chồng sao của em là sẽ đưa mẹ xuất hiện nhưng mà không có. Em nên ngừng lại hay là lấy tiếp 10 triệu?
Dạ em sẽ đi tiếp ạ. Thi tiếp. Dứt quyết. Em mà đi tiếp là tôi phải bằng được, tôi cho, tôi phải cho Trường Giang thấy mẹ của em phải bằng được. Em xin phép lấy đậu củ một chút ạ. Rồi mời em. Và 60 giây bắt đầu. Này hôm trước tao không đi học thế cô bảo ôn cái gì đấy? Ôn hết trừ hai cái bìa. Này thế còn cái mục lục có ôn nốt không? Để tao ôn. Chơi mà bạn. Anh Trường Giang đã cười. Bạn có 10 triệu. Rất thông minh. Đáng lẽ anh cười cái đầu á, ôn hết trừ hai cái bìa. Là anh nhìn được, nhìn được rồi, vô tới cái mục lục là chịu nổi. Em biết sao, hồi nãy cái đầu á, đáng lẽ anh ngồi anh suy nghĩ một hồi anh mới hiểu đến anh cười. Tại vì em nói không rõ, anh không nghe được. Em phải nói chậm lại, có nghĩa là này, bạn ơi, sắp thi rồi. Bây giờ cái cuốn tập mình cho tao mượn đấy. Em hiểu không, em phải giao đãi cho anh hiểu đó. Anh không nghe rõ em nói cái gì nữa. Anh mày mãi anh không muốn nghe, anh phải ngồi anh suy nghĩ hồi. Tới khi mục lục thì anh thấy, thông minh. Với lại diễn rất là tự nhiên, rất thoải mái, rất thoải mái, điều đó dễ lấy lòng được cái người xem lắm. Cái quan trọng ngoài cái tự nhiên á. Rồi, cái quan trọng bây giờ nữa nè. Ba mẹ ra chưa? Bây giờ em cho anh Giang thấy mẹ chưa? Mẹ cho Giang thấy mẹ đi. Dạ, cho cả anh Thành, cho cả tất cả mọi người ạ. Cho mọi người thấy mẹ. Cả nhà sẽ được thấy mẹ. Rồi, vậy em quyết định đi tiếp hay dừng lại? Dạ. Cho em hội ý với mẹ được. Rồi mời em vô gặp mẹ, hai mẹ con nói chuyện dắt như vậy luôn. Có khi nào vừa bước vô xong bước ra anh ơi mẹ về rồi. Đi đó đó đấy. Sau một hồi hội ý hai mẹ con quyết định sao, không cho bà mẹ ra luôn. Dạ nếu mà được nhận thưởng thì hai mẹ con ra nhận, còn không thì thấy chưa nó đô mà xuống vòng 4 rồi. Thấy chưa, nó đô mà xuống vòng 4 rồi, một lát nó vô vòng 4 sẽ đẩy nó xuống vòng 5. Dạ, sau khi đi hả? Không hả? Thành hãy nghe kỹ, chừng nào đạt được giải thưởng mẹ mới ra. Trời chứ ơi, không phải ra tiểu phẩm. Dễ sợ thiệt. Rồi, chơi. Rồi, vậy em quyết định thi tiếp hay ngừng lại? Dạ. Em quyết định đi tiếp ạ. Đi tiếp. Và 60 giây bắt đầu. Anh Trấn Thành, anh không chịu nhận con rồi, anh Trường Giang. Anh cũng không chịu nhận con đúng không? Bây giờ anh không thèm trả lời tôi nữa đúng không? Anh Ngô Kiến Huy. Tôi với anh có quen biết gì đâu. Cười rồi kìa. Bây giờ cả cái trường quay này. Con của tôi đâu? À nhầm, bố. Bố của con tôi đâu? Anh quay phim. Chúc mừng bạn. Trời ơi, hú hồn nó trồn. Bạn đã chiến thắng vòng 3. Thông minh, thông minh. Coi như nguyên cái trường quay này thế nào cũng phải có một người đàn ông là cha của con bả. Bà quay phim không thoát được. Dễ sợ thiệt. Bây giờ ông quay phim nó không bỏ qua luôn. Bây giờ thí dụ ông quay phim mà còn không cười nữa thì em kiếm ra. À dạ không, anh quay phim em chưa diễn hết ạ. Anh quay phim không phải là bố con em ạ. Tại sao? Còn dạ, nữa đừng hỏi em... Muốn không thì ta thi nữa. Dạ. Thi nữa biết chừng những cái biến hồi nãy không? Chắc là em sẽ dừng cuộc chơi ở đây. Dừng cuộc chơi. Bây giờ quan trọng nè. Vâng ạ. Bây giờ dừng rồi em mới hỏi này. Nếu mà ông quay phim không cười nữa thì em sẽ tới. Dạ, cái gì? Dạ cho em diễn tiếp ạ. Diễn tiếp coi. Anh quay phim không cười nữa. Anh quay phim không cười. Dạ. Anh quay phim. Ừ. Quay cận cận đoạn này lên báo cho dễ. Trời đất ơi, tôi bị lừa. Bài thơ tứ tuyệt của anh đây này. Anh ký tên hộ em có đòi con anh đâu mà anh cứ phải lo. Mặt căng thẳng đấy cười lên, bây giờ là bài thơ. Anh viết tên vào đây cho em thế thôi, bút em mang sẵn rồi. À mà thôi anh có bút. Đấy, em chỉ diễn thế thôi. Cái này mới không cười nè. Bữa nay á, là một cái chuỗi ngày may mắn của em. Em có biết không? Cái mà em nghĩ trong đầu người ta sẽ cười á, thật sự ra nó không mang cái hiệu quả cao nhất. Mà cái những cái nó tự nhiên nó đến, bất chợt, đúng tình huống nên cười. Bài thơ tứ tuyệt thì ai chả biết đấy là thơ tứ tuyệt. Thơ vậy mà tứ tuyệt. Thơ gì đâu, viết 7.000 chữ tứ tuyệt. Em là Nguyễn Thị Lam Anh. Em như chim ở rừng xanh mới về. Hôm nay về với cuộc thi, em chưa biết được điều gì xảy ra.
Một là mình được tặng hoa, hai là mình sẽ bị người ta không cười. Đây câu cuối này hay này. Em mong các chị các anh giúp em xin được chân thành cảm ơn. Giờ em ngừng lại rồi. Vâng ạ. Em tặng bức thơ đó cho anh Tiến Thành Trường Giang, có muốn hai anh đó ký tên vô không? Dạ có. Rồi giám khảo. Dạ em muốn anh Trấn Thành lên đây ôm em có được không ạ? Đó. Trời ơi, cho anh Tiến Thành thấy mẹ luôn đi. Mẹ đâu? Mẹ đây ạ. Kêu mẹ ra, ra cho tôi thấy mẹ. Máy quay. Mời chị. Tạ Cẩn. Cuối cùng chúng ta đã thấy dạ, mẹ rồi. Em chào chị. Cho nên cho là may mắn là chị có dạ. Một... dạ. May mắn là chị có một đứa con gái đẹp gái mà có duyên quá. Bữa nay nhân danh có chị đây. Dạ. Em xin phép em ôm ké nó một miếng. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ em xuống anh ôm anh Trần Giang. Rồi ký dưới đây này, ký dưới đây cho về nè. À, sao nó bắt tôi lên mà nó đi xuống nó ôm Trường Giang là sao ta? Giá trị con người đó. Cái sự thu hút nó kéo dạ. Tới hiểu không? Sao ôm lâu dữ vậy anh? Rồi bậy luôn. Mẹ. Rồi, mẹ. Và xin mời hai danh hài trao giải thưởng 20 triệu cho thí sinh Nguyễn Thị Lâm Ân. Đây. Bài thơ có thằng chữ ký nè. Được chưa? Em cảm ơn ạ. Ừ, rồi. Chào mẹ đi. Dạ, khám xa mẹ ta. Dạ. À, mẹ gì mình giỏi. Và cảm ơn bạn đã đến với thách thức danh hài. Bạn đã chiến thắng vang rồi. Làm cho tất cả danh hài, luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài, để lòng ngã nghiêng không ngưng cười. Dạ, bộ đồ đẹp quá đẹp. Được, được, ừ. Ừ, bộ đồ quá đẹp luôn. Em, giới thiệu sơ lược về em và bộ đồ của em đi. Dạ, em là Quỳnh Thị Quỳnh Như, đến từ Trà Vinh. Dạ, em là người Khmer. Thấy bộ đồ là cái triệu like mà. Like cho triệu like đi. Ờ, cái bộ đồ em đứng 3 cây số còn thấy mà. Cách bộ xa 3 cây số còn thấy. Bộ này là của em luôn hay là em mượn? Dạ, mượn. Sao để. Mượn chỗ nào mà nó kim tuyến dữ vậy cưng? Dạ, cái bộ này là cũng để đi lễ hội này nọ, đám cưới này nọ. Có nghĩa là đám cưới, mỗi lần mà đi ăn đám cưới chắc là nguyên cái đám cưới đó sáng bừng lên luôn ha. Nếu là ban đêm mà không có xài điện. Thế mà. Cái này dành riêng cho cô dâu. À, thì ra em là cô dâu chú rể đâu? Đó. Cái bộ này lên cho bộ đó nó sai lắm nè, thử nè. Cái bộ màu xanh kìa. Hả? Cô màu xanh kìa, vô mà. Sao vô được, cái bộ này đâu có dính gì đâu. Thấy không? À. Không có sáng được. Phu thê giao bái con. Ngô kỳ thờ con phiên mơ leo dày. Nam mô di bố phù. Rồi, cho làm anh tên nè, sao tôi có đi? Không hiểu. Hả? Không hiểu. Nói tiếng Thái mà. Là gì? Mà nắp anh này không nắp tệ nào. Thương quá à. Tại nhiên bận mua đồ ra là thấy thiện cảm. Bận mua đồ ra là triệu like rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 21 tuổi. Trời ơi. Trẻ măng à. Vàng thiệt hay vàng giả vậy? Đủ tiền mua vàng thiệt đâu anh. Là trang sức mà. Thì đó, định lên lấy 100 triệu về mua phải không? Rồi, chơi nha. Rồi, Huỳnh Như. Em có đạo cụ hay là bạn diễn không? Dạ không anh. Rồi, một mình ha. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. 60 giây, bắt đầu. Suicidate. 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 Saturday đó. Thứ bảy. Đến chị đây. Đến chị đây. Đến chị đây. Saturday. Ờ. Su ra chai. 33 giây. 33 giây. Chai tùm lum. 29 giây. Xuống đi đây. 26 giây. 25 giây. Nín đi MC. 20 giây kìa. Ê, hình như mình chọc bác cười phải bác chọc bên cười nha. Cười vậy. Sai kèo ngược kèo. Cười kìa. Cười nào cười bà nào? Kìa. Cười là chuông tự động bấm. Nhe răng ra tự nhiên. Euro nhập bà quá rồi bà sợ. Đây. Ủa bà đi thi gì vậy? Nhà bán đồng hồ cát thích đếm ngựa. Xuất ra đây. Xuất ra đây.
Cười. Cười nào. Lên đi. Lên đi. Lên đi. Bà làm gì vậy? Thấy gì vậy? Bà đi thiết trang phục hả? Anh hỏi thiệt nè, em đi thấy gì vậy? Em đi trang phục. Trang phục dân tộc hả? Anh nhìn thi là hợp luôn á. Trời đất ơi, sao vậy cưng? Có bồ chưa? Ai dám lấy đã? Dạ không dám, ai dám lấy. Rồi, xuống luôn đi. Xuống luôn đi. Sắp sờ bài Trấn Thành. Sắp sờ bài Trường Giang. Sắp sờ bài Kiên Du. Sắp sờ bài Phan Gia. Gì đừng nói con gì là má của bà Kim Tuyến. Lễ hội, bữa nay lễ hội. Trời ơi, đừng nói tôi bữa nay festival. Bữa nay mà ra mà gà sách tới đây nữa là tôi là chết luôn đây. Chết luôn đây. Bà cô thì quá xinh đê rồi. Rồi xinh đê rồi. Cô. Dạ. Cô ở gần nhà bà không? Dạ, cách tới trăm ngoài cây số. Rồi sao tự nhiên hai người đâu dắt díu nhau tới thi vậy cô? Không biết, tại vì ban tổ chức cho lên lượt vậy nè. Là hai người có quen nhau không? Dạ không. Thì sao cô biết cách nhà cây số? Tại vì ở Trà Vinh với Sóc Trăng thì cách nhau khoảng trăm ngoài cây số. À, là cô là ở Sóc Trăng. À, đúng rồi. Sóc Sà Bài, Sóc Trăng đúng dạ, không? Dạ, dạ. Dạ, còn cô kia là ở Trà Vinh. Dạ. Cô cũng là người Khmer hả? Tôi người Kinh, ông xã tôi người Khmer. Còn đây là bạn diễn của cô hả? Dạ, tôi xin giới thiệu đây là Nguyễn Thị Kiều Diễm, là bạn diễn của tôi, cũng là con dâu của tôi luôn. À. Rồi, mời gia đình thi, tiểu phẩm. Rồi, mời chị và bạn vào vị trí ạ. Xong bây giờ, bắt đầu. Bọn ơi, bọn tao nà, bọn. Bọn tao lên. Bọn đã chiến thắng rồi. Anh còn bị dư chấn, bị dư chấn. Con thấy con hèn quá. Bị dư chấn dư đó. Chấn hồi nãy cái bà nãy cô về cô mới chia tiền cho cái bà trước cô. Chị ơi, chị dạ. Có 2 triệu. Dạ cảm ơn. Rồi dạ. Tiếp dòng này. Dạ. 10 triệu. Giờ thay đồ trước nha. Gì vậy? Thay đồ. Thay đồ. Dạ dạ, thay đi cô. Ủa cô, cái này chưa diễn mà. Ủa giờ dục cái này chưa diễn mà. Ủa cái cười rồi mà. Tức là cô hiểu không, hồi nãy là cô mới cái câu là ponta ponte đó là Thành đã cười rồi. Thì bây giờ cái đó là coi như là chưa diễn, chỉ có 2 câu đầu thôi. Bây giờ cô có muốn diễn cái đó không hay là cô muốn làm cái mới? Nội dung nó còn một đống. Cái đó nãy giờ ai chưa biết ai gì hết. Cô mới nói bô tê bô lê là Thành người rồi. Rồi thôi giờ làm cái mới. Làm cái mới hả? Cô muốn làm cái mới luôn. Không thích làm cái bô tê nữa hả? Không, giờ ban giám khảo thích làm cái này thì làm à. Không không nghe, không nghe, nào. Làm đó, không này nè. Cô có nhắm cái nào vui làm nha. Nào vui là vui nha. Vui luôn. Vui không? Bao vui luôn. Rồi. 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 60 giây bắt đầu. Dạ, bọn đi tàu du lịch đó, năm nay chung môn ơi, chơi một cái cho đã. Dạ, tôi nghe người ta nói á, người giàu mới có tiền đi du lịch, mà không đây người nghèo không. Mặc đồ thiêu dài không? Đằng ba con gái có 3 cái cánh buồm lưng mà nhỏ. 2 cái chân, 1 cái gì. Đàn ông thì có cái hình tam giác nho xíu à. Trời ơi, tôi mắc cỡ quá. Tôi chạy xuống miếng chốt. À, mặc bikini á. Ôi trời ơi, sóng biển mạnh quá, đánh rồi. Ôi giời, mệt quá. Yeah, nhìn tới nhìn lui. Lộc ơi, tôi còn nghèo hơn người ta nữa. Chị ơi, chị đây có 10 triệu. Bây giờ có 10 triệu nha, có vô mà cái đánh xong rớt cái quần luôn. Bây giờ cô có thi tiếp nữa hay không? Tiếp. Chơi luôn. Thi tiếp. Khi nào cô chuẩn bị xong cô nói nha. Để khoan xin lỗi nha.
Ừ này gia đình mà không sao đâu. Giờ có dọn cơm ra ăn luôn không con? Chưa. 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 Cơm dầm cuối. Nãy ban tổ chức có cho cơm ăn rồi. Ăn gì? Ban tổ chức có cho cơm ăn rồi. À có cơm ăn rồi. À. Nghe tưởng ban tổ chức có cho coi băng rồi. Để tôi đừng hỏi băng gì. Cho cơm ăn rồi. À. Yeah. Nói cho rõ rõ ra. Dạ. Rồi. Dạ chị sẵn sàng chưa? Rồi. Thông chưa? Thông chưa quan được? Thông chưa? Dạ dạ được. Giờ rồi. Diễn được chưa? Dạ được. Thì chắc không? Dạ để nhớ là coi. Bây giờ. Sao được chưa? Rồi được rồi. Được rồi ha. Dạ. 60 giây bắt đầu. Rồi, dần thân tỷ hỏi tứ hình xung. Con hỏi 50 con dần trăm vừa đó anh em trả chưa? Bảy con buồn quá à bảy. Vậy cái mặt mày mà lúc nào không buồn? Trời ơi con mắt đờ lị tình đa sầu đa cảm nghe bầu bỏ không phải không? Cái mặt nó mét nhưng mà ám. Bảy coi con vẽ đi bảy. Khỏi khỏi coi đâu. Tao biết mày sắp sửa có chồng Việt Kiều nè. Ờ sao mày biết? Má mày nói. Tao xàm dễ sao. Bà coi bối. Bà coi bối mà tao biết mày sắp khỏi chồng khỏi coi mày sao vậy? Má mày nói. À, đừng có xá nữa chị. Dạ. Chị đã có 20 triệu. Dạ. 20 triệu rồi. Cưng lắm. Cô á, cô có một cái nét tự nhiên. Cái duyên ông trời ông cho cô. Cảm ơn. Nói cái, cũng một câu đó người khác nói chắc chắn không cười. Và cô nói cái mặt của cô, cái thái độ của cô. Nãy giờ mình cười vì cái duyên tự nhiên. Dạ. Thì bây giờ con quen rồi. Thì con phải đề phòng. Đúng không? Tại 40 triệu là tiền lớn nha. Giờ mình có 20 rồi. 20 triệu lớn lắm á. Thành thử ra bây giờ nếu dòng kế thì cô nhắm phải có một cái gì đó hay, thiệt là hay mới thi, chứ đừng có thi bậy mất 20 triệu uổng lắm á. Bây giờ tới đây á được vô dòng này thì nó hạnh phúc lắm rồi, cũng vui lắm rồi, mà thấy Trấn Thành Thành với Trường Giang cười thì hạnh phúc mà. Nãy giờ cô có cười đâu? Không có cười hả? Chưa cười, giờ diễn hay cười nè. Ờ rồi hứa nghe, không cười là không được à. Suy nghĩ kỹ nha. Cô, hỏi thiệt là nếu mà không thắng vòng này cô có buồn không? Cũng hơi uổng uổng tại vì cô đi thi này là vì cô yêu thích nghề hài. Muốn được gặp các danh hài này, cô cũng muốn có một số tiền để cô phát học bổng cho các em học sinh nghèo. Tại cái công việc này là cô đã làm 8 năm nay rồi. Cô sử dụng bằng cái tiền lương hưu của cô. Con có hai lựa chọn cho cô. Một là cô nhận 20 triệu vòng này coi như mình dừng lại cái mình diễn tặng vòng 4. Thấy không? Là nó hợp lý, mình có mớ tiền đem về. Lớn à, 20 triệu lớn lắm à. Thấy không? Hai là cô diễn luôn. Thắng thì được cả, không? Nhưng mà ngã là mình về tay không. Thì nó cũng uổng. Đó. Thôi bây giờ Trấn Thành nói vậy giờ thì cô diễn tặng. Bây giờ cô dừng ở đây. Để cô nhận 20 rồi. Triệu. Để cô về, cô phát học bổng cho các em học sinh. Và quyết định nhận lại 20 triệu và diễn tặng một tiểu phẩm. Nhưng mà con vẫn khẳng định cô là một cái người quá là đáng yêu, rất là có duyên luôn. Quá sung sướng quá. Cô mấy tuổi rồi? À, bây giờ cô lại tới đây rồi mà không được ôm danh hài thì nuối tiếc lắm. Đúng rồi, ôm à, liền chứ. Đó, lên ôm danh hài cái con. Xin mời. Trời ơi, bà ôm bắt con dâu ôm luôn. À. Về chồng quýnh thấy bà luôn. Ôm Trình Giang đi. Trời ơi. Ôm Trình Giang đi. Bà ta... chia luôn, bà chia luôn. Ta đang phân công lao động. Ờ, chồng có đi không? Ừ, hên quá. Rồi. Dướng luôn. Rồi. Dướng là dính luôn á. Qua ôm Trấn Thành đi con. Qua ôm Trấn Thành. Bà sắp xếp đội hình hết. Không chạy đâu được. Phân chia rõ ràng. Sao? Cô nói gì? Cô hát sóc sợi bay sóc trăng múa với cô được không? Trời ơi trời. Kêu Trường Giang lên luôn. Thành múa giỏi lắm. Con là con không biết múa. Kêu con. Hai đứa lên. Hai đứa luôn. Rồi. Giờ làm sao ca hả? Người dân quê tôi sóc trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng đổi lấy bát cơm thơm tho như xưa mẹ mát một đời con về lại thăm thông người bạn cơ mẹ câu hát dù nghe là điều múa lắm cô sóc xa bay bòn tàu na bòn tàu na bòn hai
chục triệu à. Còn chúc mừng chị, lại nữa là 20 triệu đồng. Dạ. Trời ơi, bon té 20 chai cho cô. Dạ. Ố con. Ố con. Ố con, đứng ăn cơm. Đừng tới giờ dạ, ăn cơm. Cảm ơn. Dạ. Ố con cô đã đến với chương trình. Ố con cô. Rồi, sắp sẽ bay chương rồi. Trình. Dạ, sắp dạ. Sẽ bay cô. Dạ, dạ. Ố con cô về, ố con ăn cơm. Ok. Ố con. Cảm ơn cô.